sớm cất tiếng hát cho lòng ta thật thoải mái. Vui tươi cùng nhau sẽ chia niềm hạnh phúc trong đời. Bước vân bước bao niềm tin trong từng giây phút, cùng vẽ lên màu sắc tình yêu. Và từng tháng nông cha cha ra ra cha cha ra cha ra chẳng khó khăn vì có nhau ta cùng vui sống mỗi ngày. Phương Mai xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Thưa quý vị, vào mỗi thứ tư hàng tuần, chương trình sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung xoay quanh việc chăm sóc sức khỏe để chúng ta luôn tràn đầy năng lượng, luôn mạnh khỏe để tận hưởng cuộc sống. Nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay là một phóng sự đề cập đến tình trạng nguy hiểm của việc sử dụng chất kích thích gây ảo giác và mất kiểm soát hành vi, hay còn gọi là ngáo đá. Vấn nạn này dưới góc độ y học như thế nào, tác hại ra sao và chúng ta cần làm gì để phòng ngừa cũng như xử lý khi gặp những đối tượng này? Tất cả sẽ có câu trả lời trong mục trò chuyện cuộc sống. Và món ăn bài thuốc ngày hôm nay sẽ là một món ăn cực tốt cho những người bị đau nhức xương khớp. Quý vị đừng bỏ qua nhé. Còn bây giờ, mục tư vấn của các bác sĩ dành cho khán giả sẽ mở đầu chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Dạ chào bác. À, chào bác sĩ. Dạ. Hôm nay bác đến khám thì trong người bác có khó chịu gì không? À, thưa bác sĩ, mấy ngày gần đây á, tôi tự nhiên tôi thấy nó cái ngực nó hơi nặng nè. Dạ. À, đôi lúc tôi thở nó hơi nhanh. Dạ. Và đôi lúc tôi thở nó hơi khó. Dạ. Và vậy là thưa bác sĩ, không biết đó là triệu chứng gì vậy bác sĩ? Bác nói là những ngày gần đây thì bác hay dễ bị tức ngực, nặng ngực khi mà mình làm việc quá sức, mình gắng sức, mình mệt. Như vậy trước giờ bác có đi khám ở các bệnh viện xét nghiệm hay siêu âm hay đo điện tim gì chưa bác? Dạ chưa. Bác có uống các cái thuốc về tim mạch chưa? Chưa luôn. Chưa hả? Dạ. Thì bây giờ các dấu hiệu này thì nó có thể liên quan tới các bệnh lý về tim mạch, đặc biệt là tình trạng xơ vữa mạch vành của bác đó. Tình trạng xơ vữa mạch vành có nghĩa là tình trạng cái mạch máu này nó theo tuổi tác và mạch máu bị chít hẹp lại, làm cho máu lưu thông qua nó kém đi, làm cho cái lượng máu đến nuôi tim mình nó càng ngày càng ít đi. À, cái trường hợp này á, xảy ra ở người lớn tuổi như tôi hay là bất cứ lứa tuổi nào khác vậy bác sĩ? Dạ, theo các y văn thế giới báo cáo thì tình trạng xơ vữa mạch máu á, thì nó có thể diễn ra từ bắt đầu từ 10 tuổi là đã có rồi. Và các cái tuổi càng về tuổi càng lớn hơn, ví dụ như tuổi của bác cỡ đi thì cái tỷ lệ nó sẽ càng ngày càng nhiều hơn nữa. À, vậy thì có mấy loại xơ vữa động mạch? Trường hợp của tôi á, là xơ vữa động mạch vành gì vậy bác sĩ? Dạ. Xơ vữa thì mạch máu thì nó cũng giống như là xơ vữa ở các động mạch và các tĩnh mạch đều có xơ vữa hết. Nhưng mà thường thì người ta sẽ chú ý đến những cái mạch máu ở những cái cơ quan quan trọng. Ví dụ như bác ở một mạch vành, mạch máu đi nuôi tim và các cái tình trạng mà xơ vữa mạch máu não. Thì những cái tình trạng mà xơ vữa ở các cơ quan này nó nguy hiểm ở chỗ là có thể dẫn đến tình trạng mà tắc nghẽn gây ra. Ví dụ như ở tim thì bác có thể gặp tình trạng là nhồi máu cơ tim, hoặc là ở não gây ra tình trạng tai biến mạch máu não. Ồ, vậy thì bệnh này có hay biến chứng gì không thưa bác sĩ? Dạ, như con đã vừa nói với bác thì bệnh này nó rất là nguy hiểm. Nếu nó thể tắc nghẽn ở tim hay là ở não thì mình có thể dẫn đến tử vong bất kỳ lúc nào. Ồ, vậy thì không biết có phương pháp gì để điều trị đó không bác sĩ? Dạ có thưa bác. Thì hiện tại bây giờ bác đã có triệu chứng như vậy rồi thì bác đến bệnh viện khám thì con sẽ đề nghị cho bác đi xét nghiệm. Thứ nhất là xét nghiệm máu để xem tình trạng trong mỡ máu trong cơ thể bác như thế nào. Thứ hai là phải siêu âm các cái mạch máu để xem tình trạng xơ vữa ở cái mạch máu lớn nó có như thế nào, như là động mạch cảnh là chẳng hạn như vậy. Và thứ ba là phải cho bác cái đo điện tim xem coi tình trạng của cơ tim của bác thiếu máu nhiều hay không. Rồi có các kết quả đó thì dựa trên kết quả đó để điều chỉnh cho bác về huyết áp, về tình trạng thiếu máu, về tình trạng xơ mỡ, nó sẽ cho bác tốt hơn. Dạ. Vậy thì trong cái sinh hoạt hàng ngày đó, dạ, tôi cần phải có biện pháp gì để hỗ trợ cái điều trị cái bệnh của tôi không bác sĩ? Dạ, trong cái sinh hoạt hàng ngày á, thì bác ngoài cái chuyện đi uống thuốc nếu có của bác sĩ chỉ định á, thì bác phải ăn uống. Thứ nhất là lựa những thức ăn nào mà nó ít mỡ động vật, ít đầu lòng và giảm bớt cái muối mặn đi. Và trong các sinh hoạt bác phải làm việc, nhất là giảm bớt tình trạng căng thẳng, stress. Thứ hai là lựa những cái công việc nào mà nó vừa sức với mình. Công việc và các hoạt động thể dục thể thao, bác phải vận động làm sao đó vừa sức thôi. Bác đã có tình trạng nó đau ngực, tức ngực, mệt khi mà mình gắng sức thì mình biết cái khối lượng công việc mình tới đó thì mình vận động cho nó phù hợp. Trong các cái ăn uống thì bác nên ăn bổ sung đầy đủ dưỡng chất và tập trung thêm các cái rau xanh, trái cây,
Và nếu mà bác có thêm các cái thói quen về hút thuốc lá, hay là mình phải bỏ hẳn thuốc lá nè, rồi uống rượu bia là mình phải giảm. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ.